Chào mừng bạn đã quay trở lại. Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta thêm chữ và các cái trường hợp sử dụng chữ trong quá trình dựng video. Thì bây giờ chúng ta đến với trường hợp đầu tiên nhé. Trường hợp đầu tiên là chúng ta sẽ dùng chữ để thêm chức danh cho nhân vật trong video của mình. Ví dụ như cái video này. Organic food is food produced by methods complying with the standards of organic. Để thêm cái khung chức danh đó cho nó nổi bật thì chúng ta sẽ vào cái phần văn bản này, chúng ta vào mẫu văn bản và ở đây nó đã có những cái thiết kế có sẵn gợi ý cho chúng ta, thì chúng ta kéo trong cái mục cuối cùng là mục tin tức. Ở đây nó có các cái khung mà chúng ta sẽ sử dụng cái khung đấy, chúng ta chỉ việc là đánh cái tên vào thôi là sẽ sử dụng được cái mẫu đấy luôn. Thì tôi lấy ví dụ như là cái mẫu này. Rồi, chúng ta sẽ kéo to nó ra một chút. Kéo to một chút để chúng ta dễ nhìn và chỉnh sửa chữ. Sau một lát chúng ta đánh chữ xong rồi thì chúng ta sẽ cho nhỏ lại và đặt là vị trí mà chúng ta mong muốn sau. Bây giờ khi mà chúng ta đã chọn được cái mẫu khung ưng ý rồi, chúng ta ấn vào cái nút tích nhá. Ấn vào nút tích. Sau đó bạn lại bấm trên màn hình, bạn bấm vào cái khung mà hiển chữ đấy để nó hiển thị ra cái nội dung để chúng ta sẽ thay đổi. Bây giờ bạn sẽ xóa hết cái nội dung này đi. Rồi, chúng ta có 3 dòng, như vậy là chúng ta sẽ chạm vào từng dòng một để xóa đi và thay đổi cái nội dung của dòng đấy. Dennis Lee. Rồi, dòng thứ hai chúng ta cũng sẽ thay đổi tiếp tục như vậy. Cái dòng cuối cùng tôi sẽ để là thêm cái tên công ty của bạn đây đi. Tên thương hiệu là nấm Phú Gia. Rồi. Ví dụ như khi mà chúng ta đã đánh xong cái nội dung thông tin ở đây rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng ngón tay để thu nhỏ lại cái khung này. Ở đây trên phần mềm CapCut thì nó sẽ không hiển thị về cái cỡ chữ đâu, mà chúng ta còn phải dùng tay để kéo to nhỏ cái khung đó, và mình sẽ dùng mắt để ý xem là cái khung đấy đã vừa với cả cái tỷ lệ khung hình chưa, để mình nhìn cho nó tiện. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là một lát chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách là chúng ta sẽ zoom to nó lên. Rồi, ví dụ tôi để ở giữa khung hình này nhá. Khi bạn kéo muốn ra giữa khung hình ấy thì bạn cứ cầm cái chạm tay vào cái phần khung đấy và bạn di chuyển. Thì khi ra giữa khung hình thì nó có cái biểu tượng là hai cái dòng kẻ trên dưới màu xanh đấy. Trên dưới màu xanh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách là chúng ta sẽ xoay ngang cái ô mà tích tôi tích ở đây này. Đó, bạn sẽ click vào đấy là bạn xoay ngang nó ra để bạn kiểm tra xem là nó đã vừa cái khung hình của mình chưa. Biodiversity. Organizations regulating organic. Nếu như bạn muốn điều chỉnh về cái thời lượng mà hiển thị cái khung này nó là bao nhiêu giây ấy, thì bạn chạm tay vào cái khung viền của cái chữ này và bạn kéo đây, bạn kéo dài nó theo cái ý muốn của mình. Sau bạn kiểm tra lại để cho nó vừa cái khung này chưa. Đấy là cách thứ nhất để chúng ta giới thiệu về chức danh cho một nhân vật trong video của mình. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ dùng để chuyển đổi nội dung, là những cái ý chính ở trong video của mình trên nền một cái background màu đen, ví dụ như thế này. Để làm được điều đó thì đầu tiên chúng ta hãy tạo ra một cái background màu đen bằng cách là chúng ta bấm vào cái nút dấu cộng ở trên màn hình như tôi đang chỉ ở đây. Và bạn bấm vào đó và chúng ta sẽ chuyển sang cái mục là kho video. Thì ở đây nó có cái mẫu của cái khung là màu đen đấy, trên màn hình tôi đang chỉ đây. Đó, bạn chạm vào đó và bạn ấn nút thêm. Thế như vậy là ở đây là nó đã mặc định là sẽ thêm một cái background màu đen, nó dài 3 giây. Nếu bạn có thể tùy chỉnh được cái thời lượng của cái đoạn background này dài hay ngắn, bao nhiêu giây thì tùy mình. Sau khi bạn đã có cái background màu đen đó rồi, bạn hãy chuyển ra và chọn vào cái mục là thêm văn bản. Vẫn tiếp tục vào phần mẫu văn bản. Ở đây là có một cái mẫu mà nó hiển thị theo dạng đánh chữ, cũng khá là thú vị. Mình chọn cái mẫu đó, sau đó là mình bấm vào dấu tích. Bạn bấm tiếp nó vào cái khung mà mình vừa chọn để bạn chỉnh sửa cái nội dung ở đây. Ví dụ như tôi đánh cái nội dung nó ở đây và tôi sẽ cho nó hiển thị kiểu như này. Đó. Sau khi mình đã thêm chữ rồi thì mình sẽ kéo cái layer đó vào đúng cái khung viền màu đen. Trường hợp bạn mà đánh chữ nó dài hơn ấy thì bạn nên kéo cho cái khung video này nó dài lên khoảng 5 giây, 7 giây hoặc 10 giây hoặc lâu hơn tùy bạn. Bây giờ sau khi mình chọn được cái thời lượng mà hiển thị xong rồi ấy, thì mình sẽ bấm cho nó chạy, sẽ nó hiển thị kiểu như này. Rồi, thì mình có thể là tùy chỉnh được cái tốc độ của cái chữ này nó chạy nhanh hay chạy chậm thì nó tùy thuộc vào là cái thời lượng
mà mình để cho cái khung viền đấy nó dài bao nhiêu giây. Ví dụ như là cả cái cụm chữ này mình để cho dài 2 giây thôi thì nó sẽ chạy rất nhanh, còn cả cái cụm chữ này mà mình để cho dài 5 giây thì nó sẽ chạy chậm hơn. Và để cho cái phần chữ này nó thêm ấn tượng hơn thì mình cho thêm cái hiệu ứng tiếng tiếng động vào. Thì mình sẽ chọn là trong cái mục là bạn thoát ra này, bạn chọn trong cái mục âm thanh và bạn chọn vào trong mục hiệu ứng của âm thanh đó. Ở đây tôi sẽ chọn một cái mẫu âm thanh là tiếng gõ chữ. Đó. Đó, tôi sẽ chọn một cái mẫu âm thanh tiếng gõ chữ và tôi cho nó vào đây. Và cũng lưu ý là khi các bạn cho cái tiếng âm thanh vào đây thì bạn cũng cắt ngắn cho nó vừa đủ với cả cái thời lượng mà của cái chữ nó hiển thị thôi. Như vậy nghĩa là mình sẽ tạo ra một cái vùng đệm chuyển nội dung, là thứ nhất là một cái background màu đen, thứ hai là cái nội dung chữ hiển thị, và thứ ba là mình thêm một chút tiếng động vào để cho nó nghe cho nó sinh động hơn. Thế bây giờ cái kết quả nó sẽ như thế này. After the dedication for over 10 years, which Thì is đấy là super super. cái trường hợp thứ hai, và chúng ta sẽ đến với trường hợp thứ ba nhé. Trường hợp thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng chữ để làm highlight lên cái nội dung chính trong cả cái đoạn dài mà chúng ta chia sẻ. Ví dụ như chúng ta có thể làm highlight nổi bật lên những cái key quan trọng, những cái từ khóa quan trọng của cái đoạn nội dung mà mình chia sẻ. Ví dụ như trong cái video bài học trước tôi có làm cái nội dung kiểu như này. Hiệu ứng thứ nhất là hiệu ứng trong cảnh quay. Loại hiệu ứng này sẽ giúp cho cảnh quay của chúng ta cảm thấy lung linh hơn, trông nó có vẻ ảo diệu hơn. Và loại hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng chuyển cảnh, là chúng ta sẽ sử dụng nó khi mà muốn chuyển giữa cái cảnh trước chuyển sang cảnh sau. Loại hiệu ứng thứ ba là hiệu ứng động. Loại hiệu ứng này chúng ta sẽ sử dụng khi mà chúng ta cho một cái ảnh tĩnh vào. Để làm được nội dung như vậy thì đầu tiên là chúng ta phải xác định được những cái từ khóa mà mình muốn làm highlight nổi bật nó lên này. Thứ hai đó là cái đoạn mà chúng ta xác định là sẽ highlight nó. Lưu ý ở đây là cái đoạn chữ nó hiển thị đấy nó phải trùng khớp cả cả cái lời nói của mình, và nó chỉ xuất hiện vừa đúng cái đoạn lời nói của mình thôi, và nó sẽ kết thúc đúng cái đoạn lời nói đấy thì nó sẽ ấn tượng hơn. Để thêm logo, thêm hình ảnh, thêm video hay là chúng ta tìm phông xanh thì đây là nội dung của bài học ngày hôm nay. Ví dụ như trong cái đoạn này mình muốn làm nổi bật những cái từ là thêm logo, thêm hình ảnh hoặc là key phông xanh, bạn chạm vào cái mục là thêm chữ. Ở đây mình sẽ đánh là thêm logo. Sau đó là bạn sẽ chuyển sang cái mục là phong cách này. Chuyển sang mục phong cách ở đây là mình sẽ chỉnh sửa là cái màu chữ này, kiểu chữ này, rồi là mình có chọn cái nền cho chữ không. Ví dụ như là mình chuyển sang phông chữ nếp gấp hay tạp chí, ở đây nó có rất là nhiều cái phông chữ tối ưu cho tiếng Việt của mình. Muốn thay đổi cái màu chữ thì bạn kéo xuống phía dưới, nó có hai cách thay đổi. Ở đây là cái dòng chữ T này, nó có nhiều cái mẫu có sẵn, hoặc là bạn kéo xuống dưới, nó có cái mục là mục màu sắc tô viền phông nền bóng bố trí ấy, in nghiêng đậm đấy. Thì cái màu sắc ở đây là bạn sẽ bấm một cái nút màu sắc là bạn thay đổi được cái màu của chữ nhá. Ví dụ như mình để chữ màu trắng đi, và bạn muốn thay đổi cái phông nền, ví dụ như cái phông nền mình đang để là màu xanh đấy đúng không, bạn thay đổi sang màu khác thì bạn bấm sang phông nền và bạn chọn cái màu mà bạn ưng. Ví dụ như mình chuyển sang cái màu nâu nâu này đi. Rồi ở đây bạn cũng có thể chỉnh sửa được cái cường độ của cái background này, là độ mờ của nó đấy là bao nhiêu, thì bạn chỉ cần kéo xuống cái dòng dưới này và bạn giảm nó thôi. Đó, bạn giảm là cái độ mờ nó sẽ nhạt hơn đúng không? Rồi, như vậy là sau đó là bạn bấm vào dấu tích là xong. Mặc định khi mà mình thêm cái chữ vào thì cái thời lượng của cái chữ hiển thị nó là 3 giây, nhưng mà mình sẽ cho nó ngắn hơn thì mình sẽ kéo cái khung lại, kéo cái khung viền chữ lại để cho nó ngắn hơn vừa đúng với cả cái lời mình nói. Nên kéo giãn cái video ra để mình chỉnh sửa cho dễ. Bạn sử dụng ngón tay, bạn di chuyển cái chữ này đến đúng cái đoạn mà mình nói. Ta có thể thêm logo. Vẫn bằng cách đó, mình sẽ thêm các cái chữ khác. Thì có một cái mẹo là để mình sử dụng luôn cái phông chữ đấy và cái kích cỡ đó, là bạn bấm vào cái layer mà chữ đó và bạn ấn nút sao chép. Rồi, ở đây là bạn đã sao chép ra được hai cái phông chữ như nhau, đúng không? Cả lẫn cái background nó cũng màu cũng giống nhau luôn. Bây giờ mình chỉ cần kéo cái background dưới mà mình vừa thêm sang đúng cái đoạn này, sang đúng cái đoạn mà mình muốn sửa chữ tiếp theo, và bạn bấm vào nút đó, bạn bấm vào hình cái bút ở phía trên đây, bấm vào hình cái bút này là mình sẽ sửa chữ rồi.
là mặc định cái cỡ chữ này nó sẽ bằng cả cái cỡ chữ lúc nãy. Thêm hình ảnh, thêm video. Rồi, thêm video nữa, đúng không? Mình vẫn bằng cách như vậy là mình lại ấn sao chép một lần nữa. Và mình kéo cái sao chép đó sang đúng cái chỗ mà mình muốn thêm tiếp theo. Bấm vào đây để mình chỉnh sửa. Bây giờ là mình đã xem được bốn cái chữ như vậy rồi. Để những cái chữ này nó hiển thị ấn tượng hơn một chút thì mình hãy sử dụng là cái mục là hiệu ứng động. Bạn sẽ bấm vào cái chữ, cái khung chữ đó và kéo sang mục là hiệu ứng động. Và ở đây nó có rất là nhiều các cái tùy chọn. Đó. Vào, ra hay vòng lặp. Đó. Bạn sẽ tùy theo cái gu của bạn thì bạn sẽ lựa chọn và bạn nên test thử lựa chọn. Như vậy là bạn sau khi bạn đã thêm chữ như vậy rồi, bạn sẽ thêm các cái hiệu ứng động nó ở đây và bạn kiểm tra lại xem nó ưng không. Và đây là kết quả. Làm sao để chúng ta có thể thêm logo, thêm hình ảnh, thêm video hay là chúng ta key phông xanh thì đây là nội dung của bài học ngày hôm nay. Nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng chữ làm phụ đề cho cái video của mình. Trước hết là mình hãy đánh, mình nghe lại toàn bộ nội dung và mình đánh cái nội dung của mình nó ra một cái file Word hoặc là ra cái mục ghi chú ở trên điện thoại. Sau đó là mình sẽ sử dụng là copy paste, nó sẽ nhanh hơn là bạn ngồi bạn nghe bạn gõ lại chữ. Ví dụ như mình sẽ làm phụ đề cái đoạn đầu tiên nhá. Bạn ấn vào cái nút là thêm nội dung. Đừng quan tâm đến việc cái cỡ chữ nó đang bị to, mình cứ đánh xong một lát mình sẽ sửa. Logo. Rồi, ví dụ như đang bị to như thế này đúng không? Mình sẽ kéo lại xem nó phù hợp chưa. Rồi đó, và bạn di chuyển nó ra giữa khung hình. Nhớ là khi bạn di chuyển ra giữa khung hình thì nó có cái biểu tượng là hai cái vạch kẻ trên dưới màu xanh đấy. Đấy là ở giữa khung hình. Sau khi mà bạn đã thêm chữ, bạn chỉnh được cỡ chữ rồi, bạn di chuyển được đến cái vị trí mà bạn muốn đặt rồi. Việc tiếp theo nữa là mình lại kéo cái layer là cái layer về chữ đấy về đúng đến cái đoạn mà mình nói. Rồi mình kiểm tra lại xem nó đã trùng chưa. Ở đây là mình đang để cái chữ nó hiển thị hơi sớm này. Bạn hãy để cho cái chữ nó hiển thị đúng bằng với cả cái lúc mà bạn phát âm lời nói ra thì nó sẽ ấn tượng hơn, nó không bị lộ nội dung trước. Bạn có thể thay đổi cái background của cái chữ để cho nó dễ đọc hơn. Ở đây là mình sẽ chuyển sang cái màu là màu đen đi. Bạn bấm vào phong cách này, chọn cái phông nền, thay đổi background, chuyển sang màu khác để cho dễ đọc hơn. Sau khi mình đã thêm và mình đã chỉnh sửa thì nó sẽ hiển thị như này. Làm sao để chúng ta có thể thêm logo, thêm hình ảnh, thêm video hay là chúng ta key phông xanh thì đây là nội dung của bài học ngày hôm nay. Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ với bạn một số cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng chữ trong việc dựng video. Nào, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang bài học tiếp theo.